bà Mai gạo nếp gạo tẻ nhắn nhủ điều gì đến ông xã dịp kỷ niệm 19 năm ngày cưới? Sau 19 năm cưới, Hồng Vân vẫn thường xuyên khoe những khoảnh khắc bình yên bên nam diễn viên Lê Tuấn Anh. Mới đây trên trang cá nhân, bà mẹ bị ghét nhất gạo nếp gạo tẻ nữ nghệ sĩ Hồng Vân vừa đăng tải dòng trạng thái nói về kỷ niệm 19 năm ngày cưới với ông xã. Cụ thể, cô nhắn nhủ người bạn đời của mình, 19 năm bên nhau rồi, biết bao điều thay đổi, chỉ duy nhất một điều còn mãi là trái tim của vợ chồng mình luôn chung một nhịp, suy nghĩ của mình luôn hướng về nhau, Love You, 3 tháng 1, 2019. Đây là ảnh cưới mà hai vợ chồng đã thực hiện ở nhiều năm trước khi họ đều còn son trẻ. Sau nhiều năm tháng, cả hai vẫn mặn nồng và cùng tạo nên những khung ảnh tươi tắn, hạnh phúc bên nhau. Chẳng cần phải giàu sang phú quý, mà việc vợ chồng đồng hành với nhau mới là điều quan trọng và cũng không phải ai cũng may mắn như vậy. Trước đây, Hồng Vân và Lê Tuấn Anh đã từng có một mối tình thời sinh viên rất mặn nồng, nhưng lại kết thúc trong những hiểu lầm, tiếc nuối. 10 năm sau khi đã trải qua nhiều va vấp cuộc đời, cặp đôi nghệ sĩ ấy lại trở về bên nhau. Thời điểm ấy, nữ nghệ sĩ đã qua một lần đò và nam diễn viên vẫn còn phải loay hoay với nghề. Chính lẽ đó mà anh đã phải chịu không ít điều tiếng dị nghị. Tuy nhiên, sau nhiều năm gắn bó, cặp đôi này đã chứng minh được điều ngược lại. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân tự nhận mình là người may mắn vì có người chồng hết mực thương yêu và thông cảm với công việc của chị. Đồng thời, chính Lê Tuấn Anh cũng là người hướng dẫn, dạy dỗ con riêng của Hồng Vân như chính con ruột của mình. Với sự tận tình của anh mà các con đã xưng hô bằng tiếng cha thân thuộc và dành khá nhiều tình cảm. Ở hiện tại, tổ ấm của gia đình Hồng Vân luôn khiến mọi người ngưỡng mộ vì độ sung túc hạnh phúc. Tuy nhiên, đây cũng là một cái kết xứng đáng cho những tổn thương sóng gió mà nữ nghệ sĩ đã trải qua trong quá khứ.